Trong những năm qua, Hội Bảo trợ Người Tàn tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh Nhân Nghèo huyện Phú Tân luôn dành sự quan tâm chia sẻ từ những tấm lòng thiện nguyện đến với người khuyết tật và trẻ mồ côi, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2022, Quyền Hội đã vận động tổng số tiền trên 2 tỷ đồng giúp cho hơn 11.200 lượt người nghèo, người cận nghèo, trẻ khuyết tật, người già cô đơn. Trong đó, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ tiền giúp bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, chuyển tuyến 841 triệu đồng, vận động cất 10 mái ấm tình thương, tổng giá trị trên 501 triệu đồng. Tặng hàng trăm phần quà là cặp sách cho học sinh đến trường giúp đỡ trẻ mồ côi, trao tặng xe lăn xe lắc cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn giúp đỡ trên 50.000 lượt người nghèo với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Riêng tại cửa hàng không đồng, của huyện đã phục vụ hơn 9.000 lượt người nhận tại chỗ và hỗ trợ một số xã thực hiện cửa hàng lưu động phục vụ người nghèo. Sáng hôm qua, Hội Khuyến học huyện Chợ Mới tổ chức lễ trao học bổng Quỹ Khuyến học đợt 1 năm 2022-2023. Lễ trao học bổng Hội Khuyến học huyện Chợ Mới đã công bố quyết định dần học bổng cho 26 học sinh từ tiểu học đến sinh viên đại học và học bổng khuyến tài đợt 1 năm 2022-2023. Mỗi suất học bổng từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng và một phần quà với tổng số tiền trao học bổng đợt 1 trên 50 triệu đồng và trên 300 quyển tập. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Khuyến học huyện đã vận động các tổ chức cá nhân đóng góp quỹ khuyến học với số tiền là 182 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên do Hội Khuyến học huyện Chợ Mới tổ chức cùng sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân nhằm biểu dương khuyến khích động viên học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Với học bổng hôm nay sẽ là động lực, tinh thần giúp cho các em thêm nghị lực, tiếp tục đến trường, tiếp tục học tốt để không phụ lòng các tổ chức, các nhà tài trợ. Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Khánh tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Căn nhà đồng đội được trao cho ông Nguyễn Thanh Sơn, ngụ tổ 10 ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, hiện đang tham gia lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Căn nhà cấp 4 được trao tặng có diện tích 51,7 m² với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn May xuất nhập khẩu Đức Thành hỗ trợ 70 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Greener hỗ trợ 20 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đóng góp. Dịp này, lãnh đạo công an thành phố, địa phương cùng đơn vị tài trợ trao tặng các phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm chia sẻ, góp phần động viên tinh thần giúp ông Nguyễn Thanh Sơn có nơi ở ổn định, yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mới đây, lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp khóa 12-2022, Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm biên cương cho cô Quỳnh Thị Hằng, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Căn nhà máy ấm biên cương được trao cho cô Quỳnh Thị Hằng có tổng diện tích 52 m² với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Trong đó, lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp khóa 12-2022 hỗ trợ 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động Ban trị sự Phật giáo Hoàn hảo xã hỗ trợ 10 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.